thải nhựa. Sáng 29 tháng 6, tại xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thanh Hóa, Sở Tài nguyên và Môi trường huyện Đoàn Tĩnh Gia phối hợp tổ chức lễ ra quân chiến dịch hãy làm sạch biển năm 2019, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao nhận thức và phát huy tinh thần sung kích, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên cụ thể hóa chủ đề chung tay vì một môi trường biển Thanh Hóa không có rác thải nhựa bằng nhiều việc làm thiết thực. Tuổi trẻ Thanh Hóa kêu gọi cộng đồng chung tay góp sức giữ gìn vệ sinh bảo vệ môi trường sống nói chung và môi trường biển nói riêng, chủ động thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa, không vứt rác thải nhựa ra biển, tích cực tham gia làm vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường thiên nhiên danh thắng, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, quê hương xanh sạch đẹp. Sau lễ phát động chiến dịch hãy làm sạch biển năm 2019, các đại biểu cùng hơn 300 đoàn viên thanh niên, đông đảo nhân dân xã Hải Hòa triển khai làm vệ sinh môi trường và thu gom rác thải trên khu vực bãi biển. Ban tổ chức còn trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho 20 gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống ở các làng trài, xã bãi ngang ven biển trên địa bàn huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.